Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, cây lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa, vừa cháy trước. Rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi vào lòng người, lòng dân như một tuyên ngôn mạnh mẽ cho cuộc chiến chống tham nhũng. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phân công vai trò chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có hơn 14.300 vụ án tham nhũng, kinh tế với hơn 24.000 bị can đã bị khởi tố, điều tra, xét xử. Vậy những đảng viên nào đã vào lò dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và họ có liên quan như thế nào đến những đại án nghiêm trọng? Quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, một vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh trong những phát biểu chỉ đạo cũng như tiếp xúc cử tri trong năm 2022 chính là công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Người đứng đầu đảng ta cho rằng phải kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi không quyết tâm thì sẽ làm hư hỏng bộ máy, nguy hại chế độ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem, những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm, những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phân công vai trò trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có hơn 14.300 vụ án tham nhũng, kinh tế, với hơn 24.000 bị can đã bị khởi tố, điều tra, xét xử. Trong đó, nổi trội có 10 đại án nghiêm trọng sau. Đầu tiên, đó là đại án Vinalize, Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình. Vinalize là công ty 100% vốn nhà nước. Dù dự án xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển chưa được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vào quy hoạch, nhưng cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalize Dương Chí Dũng vẫn ký duyệt phương án đầu tư để trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. Khi ông Mai Văn Phúc về làm Tổng Giám đốc đã tiếp nhận chủ trương này. Theo tòa, các bị cáo liên quan vụ việc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã gây thiệt hại là hơn 366 tỷ đồng. Việc mua trực tiếp từ công ty AP Singapore là sai quy định về luật đấu thầu. Đây là hành vi cố ý làm trái, chứ không thể là thiếu trách nhiệm như lời khai của các bị cáo và đề nghị của luật sư tại phiên tòa. Việc chuyển tiền phải có sự thỏa thuận ngầm giữa Vinalize và giám đốc công ty AP. Trong thương vụ này, ông Dũng là người có quyền quyết định cao nhất. Theo quan điểm của tòa, nếu việc mua bán ụ nổi minh bạch sẽ không có chuyện phía bán lại quả số tiền lớn như vậy. Kết quả tương trợ tư pháp tại Singapore và Nga cho thấy công ty AP mua ụ nổi 2,3 triệu đô la nhưng bán lại cho Vinalize với giá lên đến 9 triệu. Cấp sơ thẩm nhận định có sự thỏa thuận mua bán ụ nổi, ăn chia là có căn cứ. Số tiền AP lại quả là khoản tiền của Vinalize, của nhà nước. Việc kết luận Dũng, Phúc, Sơn, Triều ăn chia số tiền đó là hoàn toàn chính xác, không oan. Theo án sơ thẩm, ông Dũng, Phúc bị tuyên án tử hình do tham ô và cố ý làm trái. Bị cáo Sơn lĩnh 22 năm tù, Triều 19 năm tù, Dương 7 năm tù, Triện 8 năm, Lừng 8 năm, Khang 7 năm tù, Huỳnh Hiệu Đức án 8 năm. Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, nhiều người dân Việt Nam đã hết lời khen ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cơ quan chức năng đã đưa vụ việc ra ánh sáng, xét xử đúng người, đúng tội. Người dân càng thêm tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thứ hai là đại án Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội. Từ năm 2009, Hà Nội ban hành nhiều văn bản liên quan đến xử lý ô nhiễm. Tháng 5 năm 2016, ông Chung với vai trò chủ tịch thành phố đã lựa chọn chế phẩm redoxy 3C công nghệ mới thay thế công nghệ cũ, tổ chức đoàn sang Đức thăm công ty sản xuất redoxy 3C. Ông Chung chỉ đạo bị cáo Hùng mua chế phẩm redoxy 3C thông qua công ty Astic. Quá trình thu nhập mua bán, các bị cáo có nhiều sai phạm với động cơ vụ lợi gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Kết quả điều tra xác định, trên thực tế, kể từ khi công ty thành lập, con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh đã đứng tên chiếm 40% cổ phần. Sau đó, con trai và vợ ông Chung nhiều lần chuyển nhượng cổ phần cho người khác đứng tên hộ. Tiếp đó, công ty này mua bán sản phẩm gì đều theo chỉ đạo của ông Chung.
ông Trung chỉ đạo bị cáo Hùng phải mua chế phẩm qua công ty gia đình. Cựu chủ tịch Hà Nội cũng chỉ đạo dừng việc xử lý ô nhiễm ao hồ trên địa bàn thành phố để mua chế phẩm Redoxy 3C. Việc phát sinh khâu trung gian mua bán lòng vòng theo chỉ đạo của ông Trung gây thiệt hại ngân sách thành phố. Bị cáo Trung còn nhiều lần đe dọa chỉ đạo đoàn thanh tra để sửa nội dung kết luận thanh tra việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C theo hướng không có sai phạm. Việc xác định thiệt hại, bản án nêu. Được sự hậu thuẫn bật đèn xanh của ông Trung, công ty Astic đã nhập chế phẩm từ Đức về Việt Nam và bán lại cho công ty thoát nước với số tiền chênh lệch hơn 36 tỷ. Hội đồng xét xử xác định số tiền này là thiệt hại của vụ án. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án trước, ông Trung bị phạt 13 năm tù. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng lãnh 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang lãnh 4 năm 6 tháng tù. Sau vụ án này, nhiều người tỏ rõ sự khâm phục với công cuộc đốt lò của Bắc Trọng. Dù là ai hay ở vị trí nào, chức cao đến đâu, khi đã xảy ra sai phạm thì đều sẽ bị xử lý triệt để. Và ngay cả cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cũng không ngoại lệ. Thứ ba là đại án tiêu cực xảy ra tại Vinasin. Theo bản án ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, cựu chủ tịch tập đoàn Vinasin Phạm Thanh Bình cùng 8 đồng phạm bị xác định cố tình mua tàu, bán vỏ tàu và nhập các thiết bị công nghệ lạc hậu khi không được phê duyệt, gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Với việc bị tuyên phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Bình phải chịu án 20 năm tù, những người còn lại nhận án từ 3 đến 19 năm. Các bị cáo phải bồi thường hơn 1.100 tỷ đồng, riêng ông Bình phải thi hành án hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thi hành án Dân sự, tính đến đầu năm 2016, số tiền thu được mới chỉ là 2,4 tỷ đồng. Ngoài tài sản cơ quan thi hành án đã kê biên, hiện nhà chức trách chưa tìm thấy tài sản nào khác của đương sự. Tổng cục cho rằng nguyên nhân của sự bất lực do trong quá trình điều tra, xét xử vụ án, các cơ quan chức năng đã không phong tỏa và kê biên hết tài sản theo đúng quy định. Vì thế, đến giai đoạn thi hành án, việc xác minh, xác định tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Qua đại án này, chúng ta càng thấy rõ sự khẳng định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, làm một cách rất bài bản, thuyết phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần có sự phối hợp rất nhịp nhàng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phải giáo dục, phải có cách làm đặc biệt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp càng cao, càng phải gương mẫu giữ mình trong sạch. Thứ tư, đại án tại Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bị can Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bị đề nghị truy tố vì có những sai phạm gây thất thoát 1.700 tỷ đồng xảy ra trong thời gian ông được cử làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Có 4 bị can khác cùng bị truy tố về tội danh trên, gồm Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Trần Tiến Vĩ, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, Hoàng Hà, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Riêng bị can Trần Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hồng cùng với các bị can trên bị bắt trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng các vụ việc thuộc giai đoạn 2, vụ án Nguyễn Quốc Hảo và đồng phạm. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 12 năm tù, sơ thẩm 14 năm tù. Bị cáo Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 5 năm 3 tháng tù, sơ thẩm 6 năm tù. Bị cáo Hoàng Hà, cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 năm tù, sơ thẩm 7 năm tù. Có thể thấy, với bản tuyên án của tòa, mọi người dân càng nhìn rõ hơn công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác quyết xử lý triệt để, không để một con sâu làm dầu nồi canh. Thứ năm, đại án Vũ Nhôm. Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ. Theo cáo trạng, từ giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Sau khi tiếp cận nhờ ông Linh giúp đỡ trong quá trình bị xử lý, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Linh thông tin cho Vũ biết có thể bị khởi tố bắt giam. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa. Sau khi khai đã nhận 5 tỷ từ Vũ Nhôm, ông Linh gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Bộ Công an, xin lỗi toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng tình báo vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Tôi là người có rất nhiều ước mơ, khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ Tổ quốc. Trở thành cán bộ gương mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước. Tôi đã phấn đấu trong khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Ngày hôm nay, ngồi đây thực sự là sự trừng phạt về mặt danh dự, lòng tự trọng. Tuy nhiên, có lẽ vì một phút mắc sai lầm mà tôi không là chính mình nên phải trả giá, ông Linh giải bày. Trong bản tuyên án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Có thể thấy, công cuộc đốt lò không những không nhẹ đi mà ngày càng mãnh liệt. Lò mỗi lúc một nóng hơn và không ngừng nghỉ bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ, liên tục, có lộ trình, nghiêm khắc và nhân văn. Không phải đánh một đòn chết tươi như ông từng nói mà là sai đến đâu xử lý đến đấy. Thứ 6. Đại án Phạm Công Danh. Vụ án Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, còn gọi là Đại án Phạm Công Danh, là vụ Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng dùng để trả nợ, nhận chuyển nhượng VNBC, trả nợ thay cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền hoa hồng cho những người huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thu hồi, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 1 năm 2017, Tòa Phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bị cáo Phạm Công Danh lại án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 18 năm tù tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Danh là 30 năm tù. Ngoài mức án trên, hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Phạm Công Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng gốc và lãi mà bị cáo Phạm Công Danh thực hiện các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của Phạm Công Danh, tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án. Cùng với tội danh nêu trên, bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB cũng bị tuyên y án 22 năm tù. Mai Hữu Khương, nguyên thành viên hội đồng quản trị VNCB, 20 năm tù. Hoàng Đình Quyết, nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, 19 năm tù. Với những cách làm thận trọng, tránh xảy ra oan sai, thấu tình đạt lý, khiến đối tượng bị kỷ luật tâm phục, khẩu phục, song lại rất kinh hoàng bởi những kẻ tham nhũng không biết đâu là điểm dừng, vì thực tế nó cũng không có điểm dừng. Hôm nay phát hiện sai phạm thì xử lý mức này, ngày mai phát hiện sai phạm tiếp thì xử lý tiếp, khiến đối tượng tham nhũng suốt đời sống trong sợ hãi, kể cả khi đã chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Đó chính là cách đốt lò của Bác Trọng, khiến ai cũng phải tâm phục, khẩu phục. Thứ 7. Đại án Tất Thành Cang. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh, Trần Công Thiện, cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, Công ty Tân Thuận, và 8 bị cáo đồng phạm liên quan sai phạm bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và ven sông, phường Tân Phong, quận 7, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỷ đồng. Phiên xử diễn ra từ ngày 10 đến 14 tháng 10. Các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Thứ 8, đại án Đinh La Thăng. Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và trước đó là các chức vụ quan trọng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước. Và cũng tại thời điểm đó, ông Đinh La Thăng đã có nhiều sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế nhà nước. Cụ thể, ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị bắt từ ngày 8 tháng 12 năm 2017. Ông liên tiếp bị truy tố, xét xử trong 4 vụ án. Năm 2018, ông bị phạt 30 năm tù. Trong hai vụ án xảy ra tại PVN, PVC và Ngân hàng Ocean Bank với các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối năm 2020, ông tiếp tục bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phạt thêm 10 năm tù trong vụ án thứ ba liên quan sai phạm bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương. Tháng 3 năm 2021, ông Thăng bị phạt thêm 11 năm tù với cáo buộc chỉ định thầu trái quy định trong dự án ethanol Phú Thọ. Tổng cộng 4 bản án, cựu chủ tịch PVN phải chấp nhận hình phạt chung 30 năm tù. Ông Thăng phải bồi thường dân sự 600 tỷ đồng trong hai vụ án bị tuyên năm 2018, 200 tỷ đồng trong vụ án ethanol Phú Thọ. Thứ 9, đại án Trịnh Xuân Thanh. Vụ án của Trịnh Xuân Thanh có liên quan tới những sai phạm của ông Đinh La Thăng. Khi đó, Trịnh Xuân Thanh với vai trò là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị PVC, biết rõ liên danh nhà thầu không đủ năng lực, vẫn tiếp tục nhận chỉ đạo của bị cáo Thăng và bị cáo Bình ký văn bản gửi PVP, PVN xin chỉ định gói thầu, đồng thời chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc với nội dung đồng ý thực hiện gói thầu TK05 với giá hơn 59 triệu đô la Mỹ. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt 18 năm tù. Cộng với bản án trước đó, bị cáo chịu án chung thân. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Thanh Hà, Trần Thị Bình liên đới bồi thường cho PVP số tiền thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân ông Thăng phải bồi thường 200 tỷ đồng, ông Thanh hơn 143 tỷ đồng, ông Hà hơn 100 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh còn phải truy nộp 3 tỷ đồng hưởng lợi trong việc mua khu đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc để xung công quỹ nhà nước. Cùng với đó, do khu đất được mua bằng tiền tạm ứng trái pháp luật từ PVC, tòa án quyết định giao quyền sử dụng khu đất này cho PVC. Giờ đây, với những gì đã và đang diễn ra, người dân hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng với người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thứ 10, vụ án về hai cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với hai bị cáo, cựu tướng công an cùng các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Sau hơn 7 tiếng đọc bản án dài 400 trang, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát 9 năm tù và cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ C50 Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mỗi bị cáo đều chịu hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử đánh giá hai bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn trong ngành công an nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho các bị cáo khác phạm tội, gây bức xúc dư luận, giảm lòng tin của nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng quanh co, chối tội nên dù có các tình tiết giảm nhẹ cũng bị xử lý thật nghiêm. Mức án đối với Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cao hơn mức đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm. Nguyễn Văn Dương phải nộp lại toàn bộ 1.700 tỷ đồng, với Phan Giảo Nam là 1.500 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Dương chỉ nộp được 240 tỷ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Giảo Nam, người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỷ bằng hơn 90%. Cựu chủ tịch VTC Online Phan Giảo Nam bị phạt 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù. Chủ tọa phiên tòa cho rằng, vì bị cáo Phan Giảo Nam nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng không được xem xét là lập công trục tội để miễn tội danh mà chỉ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ. Lưu Thị Hồng, cựu tổng giám đốc CNC bị phạt 15 tháng tù bằng thời hạn tạm giam, được tuyên trả tự do ngay tại tòa, bị cáo bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.
88 bị cáo khác cũng nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội, từ phạt tiền 40 triệu đồng, phạt cảnh cáo và phạt tù đến 3 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 17 bị cáo thuộc nhóm tội mua bán trái phép hóa đơn hoặc đánh bạc vì phạt tiền, không hình phạt tù. 22 người bị tuyên phạt tù treo hoặc cải tạo không giam giữ. Quả thực, câu nói nổi tiếng, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Giờ đây, cùng với trách nhiệm là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trở thành người đốt lò vĩ đại. Chắc chắn công cuộc chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng sẽ được nâng lên một mức mới, từ đó loại bỏ việc suy thoái biến chất của đảng viên nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân. Quý vị thân mến, chống tham nhũng, chống giặc nội xâm cũng là cuộc chiến không khoan nhượng. Có tiêu diệt được nạn tham nhũng mới bảo vệ được đảng và chế độ, bảo vệ được cuộc sống yên lành của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Và những hành động quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng đã giúp củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.